Dạ. Không, con này chim mới anh. Thì cũng như các người khác, chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm con lớn phía đầu để đi ký đồng bốn góc viên của sàn này. Thì thế nào chúng ta sẽ được ký thức thì tôi xin kính mời anh tôi là người lớn tuổi đây, nên mời đến bộ phận. Mình là số lớn sẽ được ký thức bốn đầu bên góc tôi thì ký thức 30 và đi thi sẽ được di rời vào hàng bên bay trái tổ phía trước trong vòng thứ 30. Thank you.
Xin thông báo thời gian còn chưa kết thúc, hàng đã kết thúc. Xin chúc mừng bốn